What's up everybody? Mọi người ơi, hôm nay là ngày trọng đại và đây là video đầu tiên. Tớ nhắc cho mọi người đó là ngày hôm nay tớ sẽ post cực kỳ nhiều reaction, cực kỳ nhiều. Cho nên ai xem được video làm ơn lướt hộ tớ và tớ sẽ post một lúc luôn. Nhưng điều đặc biệt ngày hôm nay nữa đó là thỏ bầy mâu. Thề lâu lắm rồi, tớ muốn xem thỏ bầy mâu lắm rồi. Mà lâu lắm rồi, bây giờ mới biết là có tập mới. Tân 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 tân. Let's go, chúc mọi người cho lành. Hôm nay là Giáng sinh. Chúc mọi người có một Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ngọt ngào, ấm áp. Thật mọi người giờ mà có người yêu là mấy nháy, thực sự luôn. Mấy nháy ảnh, hey, chụp ảnh nhé. Let's go. Thỏ. Thỏ bảy màu và chiến tranh cầu cá. Let's go. Ngôn ngữ hình ảnh mất vệ sinh, cân nhắc. Ok. Mấy này để đâu á ông? Để đậu tao hả? Dạ con biết rồi. Ồ. Không không. Băng luôn à? Công Tụi trường con đang được đình đi công. làm với ông tụi con vui lắm á. Từ ngày có tụi bay đi theo tao cũng đỡ mệt. Lãi suất hấp tấp. Vậy ông có thương tụi con không? Ai à? Thường chưa? Vậy mốt ông cho tụi con lên bờ ở chung với ông với thằng Cảm Thỏ động đi. nha, cảm động nha. Xong rồi tụi bay thành khô cá tra hết rồi, ai đi bán rau với tao? Ha. Mà ông, Cái gì? nếu mà tụi con với thằng Thỏ cùng Đều bơi xuống luôn. nước thì ông cứu ai trước? Ê, tính ra tụi bay sống dưới nước luôn á. Dạ con quên. Sao đoạn đầu cảm động thế nhỉ? Tại sao nó có những cái phân đoạn mà cảm xúc ấy nhỉ? Từ từ lại luôn đấy, tôi thấy vui vui mà tự nhiên tôi lại hơi nhập tâm đấy. Xong rồi tụi bay thành khô cá tra hết rồi, ai đi bán rau với tao? Ha. Mà ông, Cái gì? Cái ông quần nếu đỏ mà cái tụi nói con gì? với thằng Thỏ cùng rơi xuống nước thì ông cứu ai trước? Ê, tính ra tụi bay sống dưới nước luôn á. Dạ con quên. Dễ thương Mà đấy, ông, đáng gì yêu lắm. nữa? ông thương thằng Thỏ hay thương tụi con hơn? Ơi, đứa Ui nào ôi, cũng cảm là động. cháu của tao mà, thương như nhau, được chưa? Hay quá. Cảm động luôn, cảm xúc này. Tụi bay chở mớ rau còn lại qua nhà bà Tám nha, tao vô nhà đi ỉa cái. Vãi chưởng. Mấy đứa ơi, tao về rồi nè. À, ông nội về, ông nội về. Mà ông đi hồi nào mà về vậy? Bụ nội ơi, tao chở rau đi bán từ tối tới giờ, tưởng tụi mày ở nhà đón tao chứ. Ai biết đâu à, con trong phòng tối giờ ở ra ngoài đâu. Rồi mấy đứa bay ăn gì chưa? Dạ con thì nhịn đói cho ốm, còn thằng Thỏ nó ra sau hè quan họp rồi. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Thỏ ơi, mày đâu rồi? Thỏ đâu? Vô ăn cơm này con. Đứng chân nắng làm gì vậy? Con đang ngắm nhìn kỳ quan mà trong lúc ông đi con đã thiết kế ra tặng ông. Đảm bảo ông nhìn cái hết hồn liền. Tao năm nay hơn 70 tuổi rồi, có cái gì mà tao chưa từng thấy á? Cái quần què gì vậy? Cái Đây gì đấy? chính là kiệt tác kiến trúc của nhân loại. Cái gì Cầu đấy? cá tra, 2 tầng. Tầng, 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 Ồ. Ai xúi giục mày làm cái này vậy con? Thì con thấy người ta có bánh kem 2 tầng, lẩu 2 tầng, nhà 2 tầng, xe đò 2 tầng. Con làm cái cầu cá 2 tầng, mốt con với ông đi ẻ chung cho vui. Con tầng trên, ông tầng dưới, ok không? Nhưng mà đừng đi chung lửa với tao được không mày? Ủa không đi lượt với ông, con xây 2 tầng làm cái gì? Thôi Xin mày được thế tầng nên dưới giỏi đi đâu tao tầng à? trên cho. Thôi ông tầng dưới đi, con tầng trên cho. Thôi ông tầng trên, con tầng dưới đi. Thôi tầng ông dưới tầng con trên đi. Thôi tầng con dưới tầng ông trên đi. Thôi con trên tầng ông dưới tầng đi. Thôi dẹp mẹ đi. Tao quay ở cái nhà hàng xóm. Ông nội ông chịu đi em cũng hết hứng đi rồi. Hay chị rủ anh Quang đi đi. Chị tầng trên ảnh tầng dưới là ảnh chịu liền á. Anh để em trên đầu anh được mà. Thôi dẹp đi. Vãi chồng Nhà này riết bị điên hết rồi. Sao mày nói xây xong cái câu này chị mày yêu tao? Ông nói vậy sao anh chịu xây với em? Ma mày. Rồi giờ tao với mày làm gì với cái cầu này giờ? Từ từ từng đứa một thôi. Tao có 2 tay 2 chân Ồ, nha. đông người. Rồi, đã trống rồi em ơi. Quầy đông người. Mới sáng sớm cái gì ồn dữ vậy bay? Một cuộc sơ đồ à? Một lần nữa, yêu cầu quý khách ổn định vị trí để bắt đầu tham quan khu du lịch sinh thái cầu cá 2 tầng nhà ông Năm. Ủa gì vậy? Ở thành phố tụi mày làm gì có cái này đúng không? Tầng dưới miễn phí, tầng trên 500k, sale tụt quần ẻ với ông Năm chỉ với 1.250.000. Mày vô, mày vô. Ghê Công vậy? trình này thiệt sự là một kiệt tác kiến trúc của nhân loại. Sáng nay trước khi đi tao đã ăn 4 tô bún mắm để chuẩn bị cho giờ phút này. Tao cũng đã ăn 2 tô bún kêu súp xì tin để lát đi cầu cho nó mượt. Ghê Tao vậy? thuộc sổ. Ổng rồi đó ba. ba. Vậy thôi mày lên trước đi, tụi tao đợi ỉa với ông Năm idol. Idol bà nội mày, nhà tao để tụi mày vô ỉa hả mày?
Ai cho mày đem tao đi bán vậy? Tại ông không chịu đi với con nên con mới mở khu du lịch sinh thái cầu cá á. Đi ẻ gắn kết mọi người mà ông. Đồ ăn ngon lắm, shop 5 sao nha. Đó, thấy không? Rất hiệu quả luôn á ông. Rất tục luôn á Thỏ. Tự nhiên mày cho người ta vô nhà ỉa tùm lum tùm la rồi lỡ có chuyện gì rồi sao? Con hứa với ông luôn á, không có chuyện gì đâu mà. Cái cầu con làm là để tặng ông mà. Đi nhan, đi nhan, đi nhan. Ơi, có những cái vấn đề mình không có lường được đâu con à. Vậy thì con hứa với ông, có chuyện gì xảy ra, con tự lo, được chưa? Ơi... Bắt đầu phim. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Khiếp. Ây à. Kinh quá. Sao cái gì dưới đấy. Trời. Âm thanh nhạc cái ok quá này. Hay quá mọi người, hay quá. Làm chuyên nghiệp hẳn. Chiến tranh cầu cá. Wow. Sự kiện thảm họa sáng nay đã có dấu hiệu xâm phạm lãnh thổ loài cá một cách nghiêm trọng. Đây chắc chắn phải là động thái gây hấn của thế lực thù địch. Không phải như vậy đâu. Ô nhiễm luôn. Thiên tai là do nghiệp báo mà kiếp trước chúng ta đã gây ra. Phước báo giờ đã hết. Tôi muốn mọi người hãy tu tâm tích đức. Khi mình có đủ phước nhất định sẽ tai qua nạn thầy. Khỏi. Thầy bớt tào lao đi. Hôm qua trong lúc lau kiến cho nhà ông Năm, chính mắt con đã nghe được nguồn cơn của sự việc. Đâu nó ra nghe thử coi. Thằng Thỏ gì là cháu ông Năm nên nó đã trúng gói thầu dự án cầu cá cao cấp. Giờ nó đã giải tỏa cái cầu cũ và xây lên khu du lịch sinh thái cầu cá 2 tầng để làm tăng giá đất nhà ông Năm. Theo dự đoán của tao thì ông sắp lắp cái hầm này luôn để phân lô bán nền đó mà. Vãi cả thầm lô bán đi. Nói lại khúc đầu thôi. Mệt mày quá. Ê, cá lóc, mày thấy chuyện này làm sao? Hay mình lóc ổng đi. Ê, cá khát lát mày thấy sao? Cá hay ngứa. Thôi vậy đi, tao là cá lau kiến. Để mốt tao lên lau kiến rồi làm bể kiến nhà ổng trả thù cho tụi mày ha. Cái này chính là do nghiệp báo. Các người phải làm từ thiện, đi chùa thả cá phóng sanh. Ủa mày đi. Nói chuyện tao nghe hay ngứa. Mày bị à? Lát mày ngứa liên tao quan nói gì là ta? Thả cá phóng sanh đó bọn đi. Cá ổng đưa. Cái đầu tụi bay cứ không suy nghĩ đâu cả. Một lũ dông ơn. Ê, mới nói gì vậy? Tao nói tụi mày là một đám vô ơn. Ông Năm là lãnh tụ tối cao của cái hầm cá này. Biết bao nhiêu năm một tài một trích ổng nuôi sống tất cả tụi mày. Đám tụi mày ở với ổng còn lâu hơn thằng Thỏ. Cái tượng cất ngoài kia là để thể hiện lòng biết ơn và sự trung thành của cá này. Gần 10 năm nay tụi mày ăn no sống tốt chính là nhờ ổng. Chuyện vậy không ai muốn hết. Nhưng trách nhiệm của ai thì phải làm rõ. Dẹp mấy cái suy đoán tào lao của tụi bay đi. Hai đứa tao sẽ đại diện hầm cá lên kiếm ổng nói chuyện. Yên tâm, danh dự của loài cá là thứ không thể đánh mất. Anh Thỏ ơi, chừng nào tụi em mới được gặp ông Năm, giờ tụi em đợi 8 tiếng rồi đó. Đứng dậy lên bàn ngồi đi ba. Chuyện gì á, nói lẹ, sắp hết giờ làm việc rồi. Dạ anh Thỏ cho tụi em gặp ông Năm đi, chuyện này tụi em phải nói với ông Năm á. Ông Năm chở chị Xô đi bán quạt rồi. Tao là cháu ông nè, có gì nói với tao đi rồi tao nói lại với ông cho nó đúng quy trình. Nhưng mà tụi em cũng là cháu ông Năm bộ. Cháu gì? Cháu sao? Tụi bay có giấy chứng minh cháu ông Năm không? Cầu cá của tụi mày đang làm ảnh hưởng tới môi trường sống của tụi tao. Hồi trước chỉ có ông Năm đi cầu cá thôi. Bây giờ nguyên cái tỉnh ỉa vô trỏng. Nước dơ, tụi em bị tiêu chảy. Anh biết ở dưới nước mà bị tiêu chảy nó làm sao không? Má, ghê quá. Cho nên cầu cá nhà 2 tầng nhất định phải bị dẹp bỏ. Ông ý tao là khúc tiêu chảy ghê á. Còn cái cầu cá là tao xây cho ông Năm mà. Vậy thì tụi tao sẽ gặp ông Năm để nói cho ra thì thôi. Ra cái quần á. Tiêu chảy thì uống thuốc. Xàm xàm mốt tao thấy cầu cá 81 tầng luôn á, tụi mày tin không? Má, tao đang muốn nói chuyện đàng hoàng với mày. Bỏ đi anh. Ồ, hay quá. Ở dưới nước mà dễ nóng quá à. Căng rồi. Anh Thỏ, nếu anh cứ ngăn cản tụi em gặp ông Năm, tụi em sẽ phải gửi thông điệp tới ổng bằng tất cả những gì tụi em có. Tụi mày có gì? Ở chỗ tụi em không có cái gì hết, trừ một thứ. Cước. Ê à. Kinh ghê.
Em chốt mà 8 rồi. What the fuck? Cái gì đây còn ăn được? Ui dồi ôi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. À ghê quá mọi người. Có đứa ông bà cha mẹ không biết dạy dỗ nó mới chơi cái trò mất dạy gì nè. Ông đừng lo, tụi nó sắp làm con bị tiêu chảy rồi. Ây da. Hả? Là sao? Ông biết nợ máu phải trả bằng máu không? Nhưng mà tụi nó có nợ máu đâu. Chính xác. Tự do cho hầm cá. Tự do cho hầm cá. Tự do cho loài cá. Tự do cho loài cá. Thỏ bảy màu ăn cướp. Đứng lên đáp trả lại tầng lớp phía trên để bảo vệ khu tự trị cầu cá. Chúng tôi, những người thực hiện chiến dịch này, muốn gửi tới toàn thế giới một thông điệp mạnh mẽ. Ghê á. Ghê á mọi người. Really? Con cá cũng là con người. Mắc cả nhà. Ê, đúng, sai sai gì nhỉ? Con cá cũng là con người là cái gì? Con cá, cái gì đấy? Ây da, nhức nhức cái đầu nhá. Nhức nhức cái đầu nhá. Cũng là cái... Con biểu cái gì đấy? Mắc cả nhà ông Năm ăn những thứ tụi mình phải ăn. Chúng tôi muốn thể hiện sự công bằng, tự do cho mọi tầng lớp, hứa hẹn một sự bình đẳng lan rộng khắp mọi nơi. Mấy đứa, ông thực sự không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tụi mày ngưng ỉa cho nhau ăn được không vậy? Gớm quá. Tụi chỉ tự vệ thôi. Mày tự vệ lần nữa ông tự giận cho mày coi luôn á. Tào lao. Thôi, anh em trong nhà không hả? Có cái cầu cá không cãi nhau làm cái gì? Ông muốn xuống hầm cá ở thử một ngày không? Khùng điên hả? Tao xuống dưới làm gì? Cầu cá 2 tầng. Đối với mấy ông đó chỉ là một cái cầu cá. Nhưng đối với những người dưới đáy hầm cá như tụi con, nó là biểu tượng của sự đàn áp từ những người phía trên. Sai rồi. Cầu cá 2 tầng đối với những người phía dưới là sự đàn áp của những người phía trên. Nhưng đối với những người phía trên cũng là sự đàn áp từ những người phía trên. Ngầu. Tao đai cũng ngọng mày giờ. Bỏ bay, bỏ bay. Ông làm vậy coi được hả ông Năm? Anh em tụi tôi ở dưới khổ. Nó trên này ăn sung mặc sướng rồi phá tụi tôi. Ông Binh đó hả? Ông nuôi lớn hầm cá. Tụi con thương ông. Nhưng tụi con không thể gì thương ông mà không thương anh em của mình. Thôi giờ ông tính về. Ông dẹp cầu cá rồi hai đứa bay lên đây ở với trễ ông. Trễ rồi ông Năm. Tới bây giờ mà ông vẫn còn bình đó, thì tụi tôi muốn cả nhà ông biết cảm giác của người dân hầm cá phải gánh chịu. Bỏ đi mấy đứa. Đứa nào cũng là cháu của ông mà. Nếu tụi con đều là cháu của ông, vậy tại sao nó được ăn cơm, còn tụi con phải ăn cướp? Có chuẩn bị chiến tranh. Gió lên rồi ngăn cùng cho khoai, gác chèo lên ta nướng khô khoai. Họ ơi, con sêu gió tiêu hết mấy chai, quăng hơi khoang họ bó ghe mà nghe. Quang hơi khoang họ bó ngứa là họ. Anh nên ngồi sau mà cứ. Ai trông chèo, không ai trông chèo. Họ là họ. Chị đang kìa. Ghê. Cho năm hết tháng qua, quang hơi hoàng hò biển khơi mà rong ruổi ở là hò. Không lo chân chìm, không lo đói nghèo. Hò là hò. Ghê đấy. Avenger.
kìa. Ui giời ơi, đang hay mà người ơi. Khi nào là phần 2 trời ơi. À chết tự nhiên. Ghê quá nhưng mà vui. Hay quá mọi người, chờ phần 2 chắc hay lắm đấy. Hay quá, vẫn là những cái cung bậc cảm xúc tuyệt vời với Tàu Bảy Màu. Và cảm ơn lần này tôi thấy đầu tư rất nhiều về âm thanh, kỹ xảo. Và đây là cái nhịp phim. Tất nhiên là cái chủ đề thì nó hơi dơ quá. Thế không sao. Tôi nghĩ là tôi mong chờ phần 2, tôi nghĩ là phần 2 là phần mà cái chủ đề nó đã khác đi rồi. Tức là nó đã có thể phần 1 đây là cái câu chuyện mở đầu nó phải như thế. Bởi vì cá ở phía dưới mà. Thì chiến tranh cầu cá mà, cho nên là tôi nghĩ là phần 2 nó sẽ rất hay vì chủ đề nó sẽ khác. Và chúng ta cùng mong chờ cái cuộc chiến giữa Tàu Bảy Màu và chiến tranh cầu cá hay quá. Cảm ơn rất nhiều theo dõi phần reaction của nó, cảm ơn. Hay quá.